không được yêu với đó là sự mà. Nào không được yêu với đó là sự mà. Nào không được yêu với đó là sự mà. Nào không được yêu với đó là sự mà. Những cái tin đồn thì phải là những cái tin đồn, và những cái đó thì công ty nó cũng sẽ ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến công việc với mọi thứ của em. Nhưng mà thật sự thì mọi chuyện như thế nào thì em nghĩ là hồi sau sẽ rõ. Bất ngờ với phát ngôn của Quỳnh Thư bị đào lại, người nào không được yêu thì là người thứ ba. Những ngày qua, Quỳnh Thư là cái tên thu hút sự quan tâm của dư luận. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ Diệp Lâm Anh gọi thẳng tên Quỳnh Thư trong bài đăng về ồn ào hôn nhân. Ngay lập tức, Chân Dài sinh năm 1990 chịu áp lực từ cư dân mạng và cô cũng khóa bình luận trang cá nhân, chưa có thêm động thái nào. Giữa lúc bị réo tên liên tục thì những phát ngôn trước đây của Quỳnh Thư đã bị netizen đào lại. Trong một sự kiện cuối năm 2021, Quỳnh Thư đã có chia sẻ đầy ẩn ý khi được hỏi về lùm xùm tiểu tam của mình. Tôi nghĩ chương trình hôm nay hỏi nhiều về người thứ ba thì có đúng không ta? Tiêu chí người yêu của tôi khá cao, nếu đồn tôi cặp với thiếu gia, đại gia thì cũng là bình thường thôi. Với tôi, trên một trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ ba. Quỳnh Thư xin được giữ kín về chuyện có hay không có người yêu ở thời điểm hiện tại, vì trước giờ tôi không chia sẻ điều này trước công chúng. Trước đó, trong một buổi phỏng vấn vào năm 2020, Quỳnh Thư cũng có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện kẻ thứ ba trong tình cảm. Điều tối kỵ nhất của Quỳnh Thư trong tình yêu là ngoại tình. Anh ta có thể không quá giàu, không quá đẹp trai, nhưng anh ta nhất định phải tử tế và không được ngoại tình. Quỳnh Thư không thích người thứ ba và tôi cũng sẽ không để bản thân mình trở thành người thứ ba trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nữ diễn viên cho biết. Quỳnh Thư là Chân Dài sở hữu nhan sắc và body nóng bỏng của làng mẫu Việt, từng là bạn thân của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Bên cạnh đó, cô còn lấn sân sang vai trò diễn viên và góp mặt trong một vài bộ phim như Bảo Yêu Thương, Hoa Mặt Trời. Dù hoạt động nhiều lĩnh vực trong showbiz, nhưng sự nghiệp của Quỳnh Thư không tạo được nhiều dấu ấn, hay nói cách khác là tên tuổi quá chìm, ít ai biết đến. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giải trí đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Là mọi người biết là em không muốn chia sẻ về những tình cảm từ đó, nhưng mà hôm nay thì em vẫn cái quan điểm đó là em không chia sẻ nhiều, nhưng mà em chỉ muốn mọi người hiểu là có những sự thật và có những chuyện đúng sai nó nằm ở mỗi cái cảnh của người, tầm nhìn dần sự việc ở số 6 của mỗi người như là sự việc ở số 9. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.